Rồi. Hà mê, hà mê. Hello và xin chào tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với mình. Thì mình là Quốc Trồn Thị Xám đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một tựa đề game, đó chính là Mama Truyền Kỳ. Và hôm nay nhân dịp mình mới chơi, mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập cốt để được siêu Saiyan miễn phí nha anh em. Ok, thì rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên đó chính là anh em sẽ phải lấy được cái đường link á. Cái đường link đây này. Bây giờ là mình sẽ có cái mã, mình có sẽ có mã trước rồi nên anh em không cần phải cái đường link đâu. Ok, và mình sẽ viết ra đây từng chữ một nha. Ok, đầu tiên là dấu than này. Anh em làm theo mình để dấu than á. Rồi anh em ghi chữ code vào. Korea, đó. Rồi chúng ta lại tiếp tục cách ra. Đó. Cách rồi, một này, mét này. Đó. Và tiếp tục thêm chữ visitat. Đó. Đó, nó là cái chữ này nè. À, visitas, quên visitas anh em nhé. Đó. Visitas, quên mình quên. Đó. Quên. Hí. Và thêm một cái dấu chấm than nữa. Đó anh em. Rồi. Và mình sẽ soát lại một lần nữa. Ok. Và mình thử nhấn ra mà. Ôi. Cốt hết hạn rồi, cốt hết hạn rồi. Đâu cơ, hết có đúng mà. Cốt hết hạn mà. Để em nè, bấm nè em nè. Em gửi qua Facebook đi. Mọi người chờ lại nhá. Anh copy anh đem ra, copy giấy chỉ cần copy rồi anh để vô rồi. Copy. Copy rồi anh để vô cái nhắn tin này nè. Bấm enter. Được hả? Nhập Korea thành công rồi nè mọi người ơi. Ok, và mình đã bị reset lại. Rồi em bật chữ cờ rồi. Và bây giờ mình sẽ bật chữ C thôi mà. Không được em ạ. Như kinh nghiệm anh không đủ sao ấy. Mà. À đó. Được rồi nè. Đó, anh em thấy sức mạnh của Siêu Saiyan chưa? Đi. Đó. Và cái link mình sẽ nhập ở bên phía bên màn hình nhá, anh em chú ý nha. Ok. Bây giờ anh thử đấm thằng này bọn em ạ. Ui, đấm một phát kiểu đai luôn đấy em. Khỏe quá em ơi. Siêu Saiyan của chúng ta khỏe quá. Còn chiêu gì nữa không em? Rất là tuyệt vời anh em ạ. Rất là đẹp luôn. Wow. Anh em đừng quên nhớ like, share, subscribe cho mình. Ok. Đó, được cái Siêu Saiyan free nè. Ui, tuyệt vời chưa. Và mình có thể học được một chiêu thức nữa hay sao ấy. Mình sẽ vào kỹ năng. Mình sẽ học. Mình đã có một chiêu thứ hai là chiêu R. Chiêu thứ hai của mình là chiêu R. Để mình xem chiêu R của mình sẽ như thế nào nào. Ok, mình sẽ tắt Siêu Saiyan đi. Mình cho chúng nó nổ luôn anh em ạ. Mà chúng nó không nổ. Oh shit. Mình sẽ bật chữ C lên. Lag rồi, lag. Cái game này là hơi lag một chút đấy anh em thông cảm. Rồi. Ha mê. Anh em đã thấy cái gì chưa? Đây là sức mạnh của Siêu Saiyan anh em. Nó làm cho tất cả mọi người ở đây bị đơ hết luôn. Wow. Thực ra là mình đang đội tóc giả anh em ạ. Mình rất thích cái chiêu này. Bùm. Wow, chiêu R. Mình đã học được chiêu R rồi, rất tuyệt vời. Để mình xem nào. Đấy, cái chiêu này của mình là cần 120 level học. Oh shit, man. Được rồi, mình sẽ tắt Super Saiyan đi.
Ủa sao không tắt được tật không, không tắt được ba phải mình nhấn lung tung veng rồi. Mình cứ siêu xây ra đây các bạn ạ. Có gì đó anh em thấy đơn giản, cái nick này mình mới có lập được có à, cái trò này mình mới chơi được có đúng 1 giờ thôi à, rất là đơn giản. Rồi mình sẽ biến lên Super Saiyan. Đấy, Super Saiyan mình đây rồi đấy. Ôi, anh em thấy chiêu trò của mình không? Lém luôn. Nó ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa? Ok, và đừng quên anh em, đừng quên nhớ like, share, chia sẻ cho mình cũng như subscribe anh em nhé. Bấm nút đăng ký, nút khoái cho mình. Cảm ơn anh em rất rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.